Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng em quay lại với channel của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng đưa anh em đến Vương quốc 2915 và tin chắc rằng nó sẽ có một cái gì đó ấn tượng cho anh em xem, cũng như là cùng xem về cái tài khoản R4 cũng đang hiện tại cũng đang ở trong Vương quốc này luôn nha. Đầu tiên thì anh em mình sẽ cùng xem về xếp hạng đi. Sức mạnh liên minh. Ở đây chắc chắn là anh em đã thấy giấy nảy và bật ngửa rồi. Một liên minh chính thôi với cái mức sức mạnh là 3 tỷ 7. 3 tỷ 7 và quà liên minh cấp 14. Đầu tiên thì quà liên minh cấp 14 là nó để lại cho mình khá là nhiều ấn tượng. Tại vì sao lại quà liên minh cấp 14 nhỉ? Kingdom bao nhiêu ngày rồi? 2915. Kingdom 581 ngày, như vậy là nó cũng không còn quá mới nữa đúng không anh em? Nó không còn quá mới nữa. 581 ngày mà quà liên minh cấp 14 thì phải nói thành thật với anh em là không thể nào cái quà liên minh cấp 14 được. Có thể là cái clan chính lúc trước là đã bị hủy. Đây là mình đoán thôi, mình không hỏi chủ ạc nhé anh em. Hoặc cũng có thể là một lý do nào đó cái liên minh này nó mới được tạo anh em ạ. Chứ còn không thể nào mà quà liên minh cấp 14 mà chơi từ K1 tới giờ được. Tuy nhiên là tùy vào mục đích của mỗi người để anh em có thể là tìm kiếm cái vương quốc phù hợp với mình. Đó, thì kingdom này là một kingdom như anh em thấy được cái mức bao này thì chắc chắn là đánh chích D rồi. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu tìm kiếm những kingdom D thì anh em cũng có thể liên hệ với R5 hoặc R4 hoặc chính cái tài khoản mình đang review nhé anh em. Kingdom D thì yêu cầu KPI thấp hơn. Anh em không có thời gian để chơi thì anh em cũng thể tìm kiếm những kingdom D như thế này. Mình thấy rất là nhiều anh em nhắn tin cho mình, hoặc cũng có thể nhắn tin trên bay, hoặc cũng có thể là comment trên những video. Thì hầu hết anh em đều hỏi là có kingdom nào tuyển người không, hoặc là bây giờ mình không có thời gian chơi game các thứ thì kiếm kingdom nào là phù hợp. Thì thực tế là mình cũng đã để trên rất là nhiều trên kênh YouTube của mình rất là nhiều kingdom tìm kiếm những người chơi. Kingdom mạnh cũng có, kingdom CD cũng có. Tuy nhiên là chắc là anh em không xem sót những cái video đó. Thế nên là những anh em mà muốn tìm kiếm những kingdom để đang tuyển người chơi KVK thì anh em có thể xem trong cái danh mục danh sách ở trong kênh YouTube của mình như thế này nha, để có thể tìm kiếm rõ hơn. Rồi, nhân tiện thì kingdom này cũng đang tuyển người. Và anh em thấy được kingdom CD thì cái yêu cầu, mặc đồng ý là rương vàng này sẽ không có, nhưng yêu cầu KPI thì nó sẽ rất là tốt, phù hợp cho những anh em không có thời gian chơi game, không nạp vào game quá nhiều thì anh em cũng thể tìm kiếm những vương quốc như thế này nha. Chơi cho nó gọi là đúng kiểu chiêu chiêu luôn đấy anh em ạ. 50 tỷ so với mức bầu thì là không thấp nha anh em. 50 tỷ này so với mức bầu là không thấp. Nó tương đương với những kingdom khoảng hơn 1.000 ngày đấy anh em ạ. Tương đương với những kingdom D hơn 1.000 ngày. Như vậy là về tính về kill là nó không thấp nha anh em. Rồi còn trong video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng xem về cái tài khoản này. Hiện tại mình thấy là VIP 17. VIP 17 có cái gì vậy? Cái gì vậy? 29 mờ bao sao đánh người ta? Thằng này bỏ rồi. Thằng này chắc bỏ rồi. Nghỉ game anh em ạ. À. Xuân Nguyễn. 3940M chắc ad farm quá Xuân Nguyễn. Ừ, chắc có thể đạt farm. Làm hết hồn. Rồi, VIP 17 với số ngày đăng nhập liên tục là 1480 ngày. Như vậy là về cái mốc VIP thì mình thấy khá là ổn áp đúng không anh em? Nhưng về cái mức sức mạnh là 73 triệu, nói chung là bầu càng thấp thì càng tốt. Kill bon to thì nó mới đẹp đúng không anh em? Nếu như anh em không nạp nhiều. Ở đây là điểm tiêu diệt là 2 tỷ 3 thì anh em có thể thấy được là mức kill nó cũng không quá là cao. Tuy nhiên cái mức kill này phù hợp cho những anh em chơi xích D nha anh em, gọi là xích thấp. Không có nhiều thời gian mà cũng không nạp tiền vào game quá nhiều thì anh em có thể chơi những kingdom thấp như thế này thì là nó vẫn cực kỳ ổn áp nha anh em. Nó phụ thuộc vào vương quốc mà anh em đang chơi nữa. So chính với cái mức bầu không cao, thế nên nếu như anh em đánh thuần về T5 thì sẽ có được cái lượng lính cũng rất là hạn chế luôn. 2 triệu một lính. Ở đây xe là hầu như anh em thấy được là xóa hết xe rồi nè. Không có xe. Chỉ để xe T1 để đi farm thôi. Rồi, đang sử dụng nền văn minh Pháp nhưng mà để nhà KVK 1. Mình sẽ soi thêm một chút nữa xem thử có những cái skin nhà nào nữa. Chứ đi dùng Pháp thì đa phần là anh em sẽ có khả năng chơi bộ binh khá là cao. Nhưng mà ở đây là vướng thêm cái nhà K1. Đó, 1.000, gần 1.500 ngày anh em thấy được là chỉ đổi một cái skin nhà K1 thôi nha. Tương tự như vậy anh em mình sẽ cùng xem ở trong shop luôn. Ở đây thì tài nguyên anh em thấy là cũng cạn rồi nhưng mà chắc chắn là có chơi farm nhé anh em. Tăng tốc. Nhưng mà tính đi tính lại thì cái lượng tăng tốc này anh em đánh xích D thì thoải mái anh em ạ. Từng này tăng tốc là đánh D là thoải mái. Admin thậm chí là tăng tốc mỗi mùa mình đánh KVK nó chỉ rơi vào tầm 6-7 tháng tăng tốc thôi. Chứ nó không được nhiều như thế này nữa. Rồi, về vũ trang thì có vẻ là... Ủa, nhìn khúc trên là khá ngầu ấy, kéo xuống dưới thấy được.
không không quá nhiều đúng không anh em, chứng tỏ là chi tiêu rất là thấp ở trong cái game này. 5 nè, 9 nè, 13 nè, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mình có cái tật hay đếm nhầm nhé anh em, cho nên là trong quá trình mình đếm gear, đếm tướng các thứ, mà nếu mà đếm nhầm thì anh em thông cảm hoặc là để lại một bình luận để cho mình biết là mình sai ở đâu nhé. 19 món đúng không, mới đếm xong lại quên nữa rồi. Và ở đây thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 món nổ tài năng đặc biệt. Như vậy là mình biết là bạn chủ hàng đã tinh luyện rồi. Và thực sự như vậy là nó khá là lãng phí. Nhưng mà cũng có thể là chơi theo mục đích của kinh đo. Có nghĩa là làm cây thủ ấy anh em ạ. Thì cần những bộ gear như thế này. Nhưng mà ở đây mình thấy là Matt Gogo cũng có khi là dùng Matt Talent như vậy thủ. Nếu như anh em không nạp hoặc là nạp ít thì vẫn thủ được đều 4 nha anh em. Đều 4 mà thủ pháo đài 3M ấy thì nói chung là anh em sẽ ít lỗ hơn. Vẫn lỗ nha anh em, thủ 3M thì lúc đấy là rally nó tầm khoảng dưới trên dưới 25 gì đấy, mình không nhớ chính xác lắm, đều 4 tách pha lê. Thì nếu như anh em không nạp tách hoặc là nạp ít thì anh em vẫn thủ được cái pháo 3M. Nói chung là nó cũng lỗ thôi nhưng mà nó lỗ ít hơn bởi vì anh em không nạp tách. Chứ còn mà thủ những cái mà cờ kiếp mà lính nó ngang nhau là chết anh em ạ. Bây giờ công nghệ pha lê nát đảo lắm rồi. Hơi phí đúng không anh em? Mình nghĩ là nên để úp những đảo đánh on field thì sẽ là tốt hơn. Tuy nhiên là mỗi người một cách chơi và nó ảnh hưởng đến cái mục đích chơi của anh em nhiều. Thế nên là không phải ai cũng lên 5 đảo full cam. Mà có những người họ chỉ lên 1-2 đảo, còn đâu họ dồn hết cho một đảo có tài năng đặc biệt tùy theo cái mục đích chơi. Ở đây là một còn 185 tượng ca. Ồ, game ngoài thấy cũng khá khá đấy, 75k game cũng nhiều phết đấy. Rồi, mở gần 1.500 ngày chơi game. Tưởng tả mắt nhiều phết đấy. Ở đây anh em sẽ có một con đó là SC nha. Full tài năng đặc biệt. Con này chắc đồn trú chắc luôn rồi. Vũ trang của... vũ trang đúng đẹp luôn anh em ạ. Vũ trang này mà đánh SC lưu chè thì đúng là nhức cái nách rồi. Nhảy nhà một đạo. Chùm. Đạo thứ hai là Netkey, cũng full cam và hai món phụ kiện tím. Vũ trang SC đẹp quá anh em ạ. Này là ôm pháo 3M vẫn ok nha anh em. Đạo thứ ba là Gogo. Gogo thì cũng vừa cam vừa tím nè. Đạo thứ tư là Quang Vũ, full tím anh em ạ. Nhiều anh em hỏi, hoặc là mình cũng thấy rất là nhiều anh em cứ phải chờ tướng mình có một bộ gear full cam, sau đấy anh em mới đánh nha, mang ra đánh on field. Thực tế thì anh em chỉ cần đánh vừa cam vừa tím mít với nhau cũng được nha anh em. Chứ nếu mà như anh em mình không nạp thì biết khi nào mới có một bộ gear full cam để đánh. Thế nên nó rất là lâu. Thế nên đây là anh em thấy được người ta còn đánh full tím nữa. Như mình lúc trước anh em cũng thấy rồi, mình like cũng rất là nhiều video thì anh em xem trên like là anh em cũng thấy. Mình cũng đánh full tím cũng có luôn nha. Rồi như vậy nếu mà ạc này đánh maximum thì lại đánh được 4 đạo, 3 đạo kỵ và 1 đạo bộ. Hơi căng nha. Cá nhân mình thì bây giờ không đánh giá cao về cái việc anh em đánh chuyên bộ lắm, bởi vì đánh chuyên bộ thì nó khá là khó. Heraldius, Lưu Chè, Taric. À cái mát nhiều tướng quá mà không đánh nổi 4 đến 5 đạo anh em ạ. Được 4 đạo chứ. Không được 5 đạo, được 4 đạo. Thôi 4 đạo cũng được, không nạp. Nạp không nạp với lại nạp ít mà đánh 4 đạo được rồi. Nếu như mà không đầu tư con SC này full talent thì mình nghĩ là có 4 đạo, đến gần 5 đạo. Full cam là non field, như vậy thì nó vẫn tốt hơn nha anh em. Rồi anh em mình sẽ thêm tổng có bao nhiêu con tướng cam nha. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 15 con tướng cam mát, như vậy là cũng tạm ổn rồi. Bởi vì con ạc này lúc trước là chơi chuyên bộ, thế nên là anh em có thể thấy được là tướng tá bộ bây giờ mình chơi chuyên bộ thì nó ao meta. Nếu như mà ghi với công nghệ pha lê của anh em không vượt trội thì rất là khó để có thể kiếm kill được nha anh em. Mình thấy chủ ạc cũng không kéo man nhiều vào con ạc này nữa. Chính xác hơn thì mình sẽ xem ghép nối tướng như thế nào nha. Ở đây anh em sẽ có một đạo đầu tiên đó là Gogo với lại Lưu Chì. Một đạo thứ hai là SC với lại Taric. Đạo thứ ba là Quang Vũ với lại Alex. Khó quá nhờ. Quang Vũ với lại Alex. Đạo thứ tư là Hara với lại CM. Đạo thứ năm là Netjoa. Gogo Lưu Triệt thì cũng khá là ok, cũng khá chuẩn rồi. Tuy nhiên nó khá là phí. Con ạc này đánh như vậy khá là phí. Chắc có lẽ là chơi chuyên bộ thì mới nâng thôi anh em ạ. Chứ còn nếu không anh em đánh Lưu Triệt với lại CM cũng được nhá anh em. Lưu Triệt CM, SC Taric, Quang Vũ Alex. Hoặc anh em cũng có thể đổi lại. Ví dụ như hạt này thì bây giờ đánh vậy là chuẩn rồi, chứ không cần đổi nữa. Mình sẽ đổi lại một chút ở đây chứ. SC Alex và Quang Vũ Taric nhé anh em, cho nó có thêm tí đam nữa. Mình nghĩ là đánh Quang Vũ Alex, Taric, Quang Vũ với là Taric nó cũng sẽ có cho anh em thêm một ít đam nữa.
nhưng mà sẽ yếu cặp SC Taric. Nếu mà chia vậy thì nó đều đam hơn một chút thôi. Anh em nghĩ sao? Nếu như mình thì mình sẽ đánh SC với lại Alex và Vũ Taric. Còn nếu như anh em thì anh em sẽ đánh giống như chủ hạc hay là đổi lại giống như mình. Thì anh em để lại một bình luận chia sẻ như video nha. Nhiều anh em đóng góp ý kiến thì nó sẽ tốt hơn là một người đánh giá theo cái nhìn cá nhân của một mình. Đốt nhà chào mừng anh Rock tới kênh Dom 2915. Không, kênh Dom chết mà, kênh Dom chết mà cũng chịu đét phết đấy anh em à. Đùa đâu. Rồi, tiếp đến thì gói nạp. Đây, còn cái gói này chứng tỏ nó nạp cực kỳ ít đúng không anh em? Nạp cực kỳ ít mà tầm đến ngày mà lên được. Chính ra con hạt này mình chấm được cái VIP 17 là mát xịn rồi anh em ạ. Dàn gear được bộ gear SC. Nhưng mà mình không đánh giá cao khi mà anh em dồn gear vào cho một đạo như thế. Mà nên dồn lên nhiều đạo để đánh on-field thì nó sẽ vẫn là tốt hơn. Tuy nhiên là nó tùy vào mục đích chơi của mỗi cá nhân, mỗi người nữa anh em ạ. Chứ không phải ai cũng có cái mục đích chơi giống nhau. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn em đã xem video. Hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Nếu như anh em thấy hay, nhấn ủng hộ cho mình, xin một like ủng hộ cho mình, đăng ký kênh. Bye bye, xin chào anh em.